trường mầm non HOS. Tôi đến từ kênh truyền thông HOS Media. Gần đây thì ban truyền thông của nhà trường rất hay nhận được những câu hỏi về tiến độ thi công cơ sở vật chất của nhà trường đến đâu rồi. Và đó chính là một tin rất vui mừng đối với những nhân viên và giáo viên của trường HOS. Chắc hẳn là những bố mẹ của chúng ta cũng đang rất nóng lòng chờ đến một ngày tất cả mọi thứ đã sẵn sàng để có thể yên tâm gửi gắm những mầm nhỏ đến với HOS, phải không nào? Vậy thì ngay sau đây, hãy cùng Hồng Anh tham quan một tour xung quanh trường HOS để chúng ta có được những hình ảnh đầu tiên về một không gian xanh và an toàn dành cho các bé của chúng mình nhé. Xin mời ạ. Đầu tiên, như chúng ta thấy, HOS được đặt tại 201 Nguyễn Tuân, một con đường đông đúc và tấp nập, nằm giữa các trục đường chính của thành phố. Xung quanh có nhiều các tòa nhà và chung cư cao cấp. Có thể nói, vị trí của trường rất đắc địa. Ngay tại căn phòng mà Hồng Anh đang đứng ở đây chính là một căn phòng rộng nhất của trường HOS. Các bố mẹ có đoán được căn phòng này chúng tôi dùng để làm gì không ạ? Vâng, với một phương châm tạo ra một không gian rộng rãi và an toàn để cho các bé của chúng ta có thể tự do vận động, thì đây chính là nơi mà chúng tôi dành để rèn luyện về thể lực cho các bé. Chỉ một thời gian nữa thôi thì những căn phòng ở đây sẽ được phủ bởi sàn gỗ, và căn phòng này sẽ có đầy đủ những dụng cụ thể thao hiện đại, và các bé của chúng ta sẽ có thể lớn lên khỏe mạnh và cứng cáp ngay tại chính căn phòng này. Đây chính là những hình ảnh demo 3D của phòng PE, chính là nơi mà các con sẽ tham gia các hoạt động thể chất. Rời khỏi phòng PE, không biết là Hồng Anh đang lạc vào một căn phòng bí ẩn nào đây. Và ở đây thì dường như là có rất là nhiều cửa sổ. Không biết đây có phải là một căn phòng để dành riêng cho các bé của chúng ta có những phút giây mơ mộng và ngắm cảnh ở bên ngoài, phải không nhỉ? 10 phòng học với thiết kế và trang trí vô cùng đáng yêu, cùng với hệ thống cửa sổ để đón ánh nắng hàng ngày, sẽ chính là nơi mà các con học tập và sinh hoạt. Anh Hùng ơi, em vừa có một tour tham quan xung quanh trường mình và em thấy là trường mình rất là đẹp. Thế thì hôm nay anh có thể chia sẻ với những phụ huynh tương lai của trường mình xem kiến trúc của trường mình thì có gì đặc biệt không ạ? Khi mà chúng tôi xây dựng trường mầm non HOS ấy, thì chúng tôi rất là chú trọng đến vấn đề ánh sáng. Như các bạn thấy đấy, 100% phòng học đây chúng tôi đều bố trí cái lượng cửa sổ rất là nhiều. Với cái lượng mà ánh sáng và gió tự nhiên này thì nó rất là tốt cho sức khỏe của trẻ ở lứa tuổi mầm non. Cảm ơn anh. Anh ơi, em thấy là công trình của chúng mình cũng khởi công lâu lâu rồi đấy anh ạ. Và rất là nhiều phụ huynh thì đang nóng lòng chờ đợi đến ngày mà tất cả mọi thứ hoàn thiện để có thể yên tâm gửi gắm các bé đến. Thế thì anh có thể cho biết là thời gian mà chúng ta sẽ đón các bé là bao giờ không ạ? Chúng tôi khởi công đi vào hoàn thiện cái trường mầm non này bắt đầu từ tháng 11 năm 2016. Và dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 1 năm 2017. Chúng tôi làm rất là kỹ, cho nên là thời gian hơi lâu. Bởi vì cái đặc thù của đây là một cái trường học, cho nên là tôi phải làm rất là cẩn thận. Và dự kiến là chúng tôi sẽ kết thúc vào tháng 1 năm 2017 và sẽ khai trương vào tháng 2 năm 2017. Vậy thì phụ huynh của chúng ta nhớ nhé, chúng ta hãy cùng nhau đến được đến tháng 2 để có thể nghe thấy rất nhiều những tiếng cười và để nhìn thấy những bước chân nhảy nhót vui chơi của tất cả các bé tại trường mầm non HOS của chúng ta. Vâng, xin được cảm ơn anh ạ. Ok, cảm ơn em. Chào tất cả các bạn. Vậy là chỉ còn có khoảng 20 ngày nữa thôi đến Tết Nguyên đán rồi. Và mọi người thì đang rất là nỗ lực và khẩn trương để có thể kịp hoàn thành đến ngày chào đón tất cả các bé yêu của chúng ta đến trường. Và sau đây thì Hồng Anh cũng xin được giới thiệu một nhân vật cũng quan trọng không kém, chính là anh Quân, một trong các thành viên sáng lập ra HOS và cũng là người theo suốt dự án HOS từ đầu đến giờ. Xin mời anh Quân có thể gửi lời chào đến các phụ huynh của chúng ta được không ạ? Xin chào các phụ huynh trường HOS. Wow, cuối cùng thì cũng leo lên được tầng thượng rồi. Nghe nói ở trên này sẽ có một phòng khoa học và cũng chính là vườn thực vật dành cho các bạn nhỏ của chúng ta. Còn gì tuyệt vời hơn nữa khi mà được đào xới như những người nông dân thực thụ ở trên một độ cao như thế này. Ngoài ra thì các bạn nhỏ còn được làm rất nhiều những thí nghiệm khoa học hấp dẫn và được chiêm ngưỡng những mô hình thu nhỏ. Ví dụ như mô hình về đại dương này, mô hình về thế giới động vật hoang dã. Nghe thôi mà đã thấy rất tuyệt vời phải không nào? Với những đồ dùng thí nghiệm và những mẫu vật vô cùng sinh động như thế này thì các bạn nhỏ của chúng ta sẽ được hóa thân trở thành những nhà khoa học nhí để có thể khám phá và tìm hiểu mỗi ngày. Hôm nay xin được gửi lời cảm ơn đến sự theo dõi của quý vị từ đầu chương trình đến giờ. Và đặc biệt, thay mặt cho HOS xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến sự chia sẻ, ủng hộ và tin tưởng của quý vị dành cho HOS trong suốt thời gian vừa qua. Và bây giờ xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.